Nên em giới thiệu với anh em cây cảo băng trải em nâng cấp lên, xài sử dụng gen to nghe anh em. Đây gen to đây, em đang chui tôi gen to. Nên gen to có nhiều anh em phản ánh phiền hà hay là lo lắng vấn đề mà sợ mình cảo nó sẽ bị tuột bi, tuột găng đây. Cái hồi trước em làm hơi găng nhuyễn, nhưng mà em có vẫn chui tôi vẫn bền ok, nhưng mà anh em vẫn còn hơi lo. Lần này em cải tiến lên, em nâng cấp lên, em làm cho găng to lên cho anh em nha. Găng nhuyễn anh em hơi lo lắng, em làm găng to cho anh em, giá tiền cũng vẫn như vậy nha anh em. Đây tán dài hơn luôn, to hơn luôn cho anh em luôn. Anh em gần xa nào có nhu cầu mua cảo băng tải hàng ngành được phục vụ nha. Đây em nâng cấp lên xài găng to, qua đây cái găng nhuyễn, giá tiền cũng như nhau nha anh em. Anh em nào lo lắng thì lấy găng to, anh em nào cứ bình thường thì lấy găng nhuyễn giùm em. Đó, đây em làm găng to cho anh em luôn. Ở đây tất cả em đều qua chui tôi nha, cảo băng tải của xương em. Này có găng to và găng nhuyễn, anh em nào thích găng to thì mua găng to, em giao găng to. Anh em nào thích găng nhuyễn thì em giao găng nhuyễn. Anh em gần xa nào có nhu cầu mua cảo băng tải hình hạnh được phục vụ, găng to thì đảm bảo hơn cho găng nhuyễn. Găng nhuyễn thì anh em hơi lo lắng sợ cảo lâu ngày nó sẽ bị tuột găng, tuột gan. Anh em hơi lo lắng, nay em có làm cái loại găng to cho anh em luôn nha, để đảm bảo cho anh em tải nặng thoải mái luôn. Em qua chui tôi luôn để đảm bảo độ bền cho gan luôn nha anh em. Hân hạnh được phục vụ anh em. Hoàng Mai 0907 790079.